Dạ, cái kiển đây mình mến chào quý anh chị bạn. Hôm nay nhân lúc mình thay nước cho cá thì mình sẽ quay lên một số dòng cá coi. Size từ 40 cho tới size 55 cm một con. Lô cá này rất là đẹp luôn các bạn. Anh chị các bạn mà tìm những dòng cá mà size lớn để mình chuẩn bị trưng bày trong dịp Tết thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để đặt hàng. Những con này là đều là màu đỏ đậm đó các bạn. Anh chị các bạn thích màu Bentigoi, Kohaku, Showa, Sanke hoặc là những con bò sữa Tancho rất là đẹp luôn các bạn. Những con này là mình không có chỉnh sữa, còn con này Tancho Sanke. Cô chú anh chị các bạn yêu thích dòng Hi Usuri màu cọp, con này là hàng rất là đậm, khoan cắt đều. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể ghé qua bên trại để mình có thể lựa một số dòng cá coi. Một cặp giải rồng rất là đẹp luôn các bạn. Cô chú anh chị các bạn thích con nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại thì có đầy đủ tất cả các size. Size từ 10 cm cho tới size 50-60 cm một con. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng vui lòng nhắn tin qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp qua. Bên trại sẽ có nhân viên tư vấn để cô chú có thể đặt một số dòng cá coi này. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh đặt hàng một số dòng cá thủy sinh beta 7 màu và cá quý kiếm thì bên trại sẽ hỗ trợ đóng thùng xốp như thế này. Đóng thùng xốp rất là dày, cá gì thì rất là khỏe. Cái này là đối với một số đơn hàng có tới các bạn. Còn khi anh chị các bạn ở gần thì bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Cô chú anh chị các bạn ở gần thì có thể ghé qua để lựa như một số dòng cá beta 7 màu, cá dĩa hoặc là cá vàng, rất là nhiều loại. Còn khu bên đây là dành cho cá bảy màu và một số dòng la hán và sư tử, số lượng rất là nhiều luôn các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.